Với cái đánh của thị trường ngày hôm nay thì nhiều người đặt một câu hỏi là liệu rằng phiên giao dịch ngày mai cũng như là trong cái tuần này sẽ có một cái đợt chỉnh hay không? Liệu rằng có một phiên đó thì trường chúng ta về lắp lại những cái gác cũ hay không? Và với góc độ trường chúng ta hiện tại đang cận kề những vùng kháng cự như là vùng 1100 hoặc xa hơn một tí đi, đó là vùng 1120 điểm. Thì chúng ta sẽ vận động thế nào? Cổ phiếu phân hóa thế nào? Trưa nay thì Thiện có làm cho mọi người một cái video về ba nhóm ngành chúng ta nên tập trung vào, còn lại thì mình nên né ra. Thì trong video này em Thiện cũng sơ lược cho mọi người về thị trường trong ngày hôm nay, cũng như là em Thiện nghĩ là một số mã cổ phiếu nhóm ngành đang tạo đỉnh rồi, chúng ta nên né một số mã phiếu ra. Chỉ ít thì một số mã phiếu đó có thể sẽ đi ngang, còn nếu yếu hơn nữa nhá thì có thể sẽ là một phiên giảm. Tiền chúng ta nên tập trung vào những mã cổ phiếu hiện tại đang khỏe, dòng tiền đang hướng đến và có xu hướng từ đáy lên đang rất an toàn, chúng ta mua và nắm giữ. Thì câu chuyện trong ngày hôm nay chúng ta thấy rồi đó, kể cả nhiều mã phiếu danh mục của chúng ta nữa cơ. Nhiều khi chúng ta đặt một câu hỏi, có khi nào hôm nay là một phiên xanh vỏ đỏ lòng hay không? Khi mà cổ phiếu kéo trường chúng ta lên, đa phần là những mã phiếu trụ, Vietcombank, Masan, Petrolimax, rồi là Pau, kể cả như là Gas và FPT, Thế Giới Động vân. Trong này Thế Giới Động có một số cái nhịp giảm nhẹ rồi, chứ nếu mà kéo mạnh thì không biết là chuyện gì xảy ra nữa cơ. Hôm nay thì dòng thép còn là một cái dòng mà kéo khá là mạnh khi họ phát, có mức tăng điểm khá tốt, sau đó rút chân trở lại. Nam Kim cũng như là Hoa Sen cũng vậy. Tổng quan về trường trong ngày hôm nay thì mình muốn nói đến đây, đó là những câu chuyện xoay quanh cái vấn đề đó là thị trường chúng ta hiện tại đang tiệm cận những cái vùng kháng cự rồi, và nhiều mã phiếu đã chạm những vùng target rồi. Vùng target của mỗi người đặt ra, mỗi cá nhân đặt ra đa phần cũng dựa vào những vùng kháng cự mà thôi. Em Thiện tin chắc là như vậy. Và nhiều mã phiếu của em Thiện đang mua nhá, đã chạm rồi thì chắc hẳn một số mã phiếu anh chị đang mua cũng sẽ chạm thôi. Hiện tại thì chúng ta cũng đang rất hưng phấn rồi. Đấy, sau phiên tăng vừa rồi cũng như là phiên tăng ngày hôm nay thì chắc chắn một điều á là thị trường chúng ta cần phải những sự rung lắc để ru bỏ những nhà đầu tư gọi là đu bám thị trường, ru bỏ một số nhà đầu tư yếu tim và sàng lọc những mã cổ phiếu để đâu là leader cổ phiếu, đâu là cổ phiếu khỏe dần xuất hiện. Và để nói về kỹ thuật thì hôm nay thị trường chúng ta rất ok, nhưng mà có một câu chuyện thì mình nói ở đây ngay từ đầu phiên lúc 9 giờ nha, thì nói ở đây đó là chúng ta có thể sẽ là một sóng Aries sóng 5. Hiện tại đang là sóng 1 này, sóng 2 này và hiện tại đang đánh sóng 3. Và sóng 3 nếu như sóng 3 dài thì sóng 5 ngắn, giống cái đoạn này. Giống cái đoạn thị trường chúng ta quanh vùng 1300. Còn nếu như sóng 3 ngắn thì sóng 5 có thể dài. Tức là sóng 3 hiện tại mà nếu như tích lũy lại quanh vùng 1100 sau đó giảm về kiểm tra vùng 1080, 1090 thì sóng 5 có thể kỳ vọng xa hơn lên như vùng đó vùng 1120 cho đến vùng 1150. Vậy thì chúng ta nên lo sợ hay không? Chắc chắn là chúng ta không nên quá lo sợ. Tại vì sao? Tại vì những sự điều chỉnh này là những sự điều chỉnh tích cực cho thị trường, những sự điều chỉnh cần thiết cho thị trường và sàng lọc, và chúng ta từ đó biết được cổ phiếu ta là cổ phiếu mạnh hay cổ phiếu yếu nữa cơ. Và chúng ta sẽ có một cái cơn sóng năm tăng giá để biết là cổ phiếu ta là cổ phiếu có khỏe, có được thị trường chọn hay không nữa. Nhưng mà nó là một cái câu chuyện để nói về rủi ro. Tức là mọi người có thể một số anh chị mới vừa mua một hai ngày gần đây, hoặc là cuối tuần vừa rồi, thì chắc hẳn nếu như sự điều chỉnh xảy ra thì anh chị sẽ bị mất lại, hoặc có thể sẽ quay về lỗ nữa cơ. Đấy. Và có thể một số mặt phiếu anh chị mua hiện tại chưa có lãi nữa và còn bị lỗ nữa, thì lúc đó anh chị sẽ bị tâm lý thấy người khác lãi, mình không lãi, và rồi anh chị sẽ bị tâm lý, và rồi anh chị sẽ bị bán ra và chạy theo FOMO cổ phiếu người khác, và sau đó cổ phiếu anh chị vừa bán ra lại tăng thì anh chị lại hối tiếc, tiếp tục lại chuỗi nối dài domino như vậy kéo dài. Thì đó là câu chuyện mọi người không hiểu rõ về cuộc chơi, không hiểu rõ về kiến thức, không có những cái kinh nghiệm về kỹ thuật và vĩ mô để mọi người xóa bỏ đi những tâm lý mọi người. Và tổng kết thị trường ngày hôm nay thì tiện nói luôn, thị trường hôm nay là một cái phim mà nhìn nhận về cái chặt nó chậm một giờ nhá, thì chúng ta có thấy được là thị trường chúng ta khả năng sẽ một nhịp điều chỉnh để tạo chúng ta mô hình hai đỉnh, hoặc là xác nhận chúng ta một đỉnh đấy. Nhưng mà
có chỉnh đi nữa thì chúng ta cũng sẽ hồi, mà có thể sẽ hồi mạnh là điều đằng khác, hoặc là hồi nhẹ chúng ta không biết, nhưng mà chắc chắn sẽ có hồi. Và nhịp hồi này mới là nhịp chúng ta coi là cổ phiếu chúng ta có xứng đáng để bán hay không, có xứng đáng để nắm giữ hay không nha mọi người. Và đây danh mục của em Thiện hiện tại hôm nay là chấp nhận là bán mã phiếu Đất Xanh cũng như Lam Long. Và tại sao lại bán những mã phiếu bất động sản như vậy thì anh Thiện cũng sẽ nói luôn. Hôm nay thì một số mã phiếu như là Nam Kim, VND vân thì chạy rất khỏe, và một số mã phiếu thì mua ngay này mà đợi chạy này, như là HAH này, như là mã cổ phiếu BR đúng mọi người, Thế Giới Động, Digiworld vân vân thì nó sẽ chạy khỏe hơn rất nhiều một số mã phiếu đã tăng mạnh thời gian vừa qua rồi, hay là CSV cũng vậy này, BAN này vân vân. Thì đó về kỹ thuật một tí, nhìn về nhận về thị trường nhé. Thị trường chúng ta hiện tại nhưng mình nói rồi, các khả năng đang mùa sóng năm Aries. Cho nên là thị trường chúng ta hiện tại nói về mặt kỹ thuật thì không xấu, khi mà những chỉ báo như Flower này, chỉ báo MACD này hiện tại vẫn là rất đẹp, và kể cả cái histogram của MACD hiện tại cũng đang rất là tốt, trong xuống tăng lên. Ở chặng 1 giờ hiện tại chúng ta cũng chưa có một đỉnh nào hết, chưa đỉnh nào hết của cái MACD cả, cho nên điều rất bình thường là có thể nắm giữ được. Và nếu như có nữa thì cũng sẽ quay trở về lại kiểm tra lại đường, lắp lại gáp vào đây sau đó tăng trở lại để tạo tạo mô hình hai, gọi là tạo một đỉnh đầu tiên của MACD, và sau đó có tạo đỉnh thứ hai không, hoặc là đi tìm những vùng đỉnh cao mới thì chúng ta không biết được. Có thị trường như vậy nhá, cho mọi người biết là khả năng rất là cao chúng ta sẽ có một cái cơn điều chỉnh trong tuần này để tạo cơn sóng 4 của chặt, đó là chặt chặt ngày, mình nghĩ như vậy, hoặc là tích lũy đi ngang nào đó cũng có thể xảy ra như vậy. Còn khó là mà vượt một phát vượt qua vùng 1100, là một phát vượt luôn vùng 1120 được, rất là khó, rất là khó. Nói về một số mã phiếu thì xin nhấn mạnh ở đây là mọi người nên hạn chế và tránh mua và tránh nắm giữ một số mã cổ phiếu bất động sản. Nếu như mọi người nắm giữ chung và dài hạn thì có thể được, còn nếu như ngắn hạn thì mọi người nên hạn chế hết mức có thể. Mọi người coi như Khang Điền này hiện tại đang tạo cho chúng ta cái ví dụ phân kỳ MACD rồi, phân kỳ Flower đúng rồi, vùng bán phân kỳ, vùng báo phân kỳ, báo hiệu bán liên tục ở đây rồi. Đấy, và trong sắp tới nhé mọi người, em thì sẽ có cho mọi người một cái chart cụ thể như này. Và cái sức mạnh cổ phiếu này sẽ dựa vào vấn đề là MACD của chúng ta nó đang như thế nào, Flower chúng ta đang như thế nào. Ví dụ mọi người gõ mã phiếu như là mã phiếu Khang Điền đi, người thấy là ví dụ là lên bán là người hiểu được là Flower với MACD hiện tại đang ví dụ là bán rồi, đúng mọi người. Đó, thì mọi người phải nhìn vào đó mà biết được à, nhiều mã phiếu hiện tại đang có rủi ro như vậy nhá. Còn đó là một cái vấn đề, đó là nhìn về máy tính sẽ không hiểu hết mọi thứ câu chuyện được. Đó, máy tính sẽ không hiểu được là từ cái vùng đáy này lên vùng đáy này phân kỳ với MACD hay là phân kỳ follow được, máy tính không hiểu. Cho nên thì chỉ giúp cho mọi người là một phần thôi, còn quan trọng nhất vẫn là mọi người, kiến thức mọi người và kinh nghiệm mọi người nhá. Đó, và đây là nên bán này, mình thấy không? Đó, nhiều mã phiếu khác ví dụ nên mua, hôm mình thấy này, một số mã phiếu nên mua thì nó sẽ chạy rất mạnh và chạy rất khỏe, như là DGC mình thấy này, đó, nó nên mua thôi, là từ cái đường này nó chạy rất mạnh này, đó, hay là phiếu như là DCM hay là DBM cũng vậy, BNG, đó, GAS, rất nhiều mã phiếu đang trong một quá trình này quan sát có thể nó mua được. Đó, thì sắp tới thì sẽ trình làng cái vấn đề này. Còn về cái đó là khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu này hay mua bán cổ phiếu v.v. thì anh chị cũng có thể thấy được là cái khuyến nghị này dựa theo đó là đường 20, dựa theo những cái vùng kháng cự hỗ trợ phía trên nhá. Đó, sơ lược như vậy. Còn để mà nói về góc độ một số mặt phiếu bất động sản thì vừa nói nãy á, như là đích mà thấy này, phân kỳ 3 đỉnh rồi, 3 đỉnh phân kỳ, 3 đỉnh MACD phân kỳ, 3 đỉnh follower phân kỳ rồi, hạn chế mới có thể mà coi này. Cái đoạn này là cũng là đoạn 3 đỉnh phân kỳ này. Đó. Và sau đó sao mọi người? Ít nhất phải giảm một pha rất là mạnh đúng không? Cho xứng đáng việc phân kỳ 3 đỉnh chứ. Đúng mọi người. Đấy. Một số mã phiếu khác như là Khang Điền rồi Lam Long cũng mang cái ví dụ như vậy, rất dễ cho ví dụ phân kỳ đến. Lam Long thì đỡ một tí. À, còn nói một tí về mã phiếu sale cũng vậy. Sale cũng vậy thôi. Hiện tại rất dễ tạo ra một hình 3 đỉnh phân kỳ ở đây. 3 đỉnh phân kỳ. Mình thấy không? Rất dễ tạo ra bằng đến phân kỳ đó, cho nên phải hạn chế hết mức có thể với những mã phiếu dạng như vậy, dạng như vậy nha mọi người. Đó, cổ phiếu dạng như vậy. Đấy, còn một số mã cổ phiếu khác thì em mình cũng hạn chế luôn.
Đó, từ nhiều bất mã phiếu bất động sản hiện tại cũng mọi người phải tự xem nhé. Rất nhiều mã phiếu có thể sẽ khỏe, một số mã phiếu sẽ yếu. Còn một số mã phiếu hiện tại cần phải quan sát thêm như vậy. Đấy, chúng ta coi này, ví dụ như là bất động sản. Đây. Hiện tại nhá, câu chuyện của Loveland là câu chuyện liên quan đến cái việc đó là mua hai quỹ ETF phải. Có cơ cấu mã phiếu này ra đâu đó tầm khoảng 10 triệu cổ phiếu. Và việc cơ cấu mã phiếu này thì mình nghĩ rằng là chỉ là thông tin ngắn hạn thôi. Và nếu như mà không thủng cái vùng giá tầm 13 thì mình nghĩ là sẽ là một vùng giảm để gom, thay vì giảm để lo sợ ở mã phiếu này. Nhá, giảm để gom. Thế ví dụ là mã phiếu NDN này, 82 đỉnh phân kỳ rồi, khá là rõ ràng ở đây và một cái nến gọi là phủ định luôn rồi, khá là xấu. Hay là mã phiếu nhà tín liệm vậy, cũng 83 đỉnh phân kỳ ở đây. Đấy, 3 đỉnh phân kỳ Flower và 2 đỉnh phân kỳ MACD. Đấy, mà thấy không, rất nhiều những mã phiếu đã tạo ra những hiệu phân kỳ khá là xấu ở đây rồi. Cho nên chúng ta phải hạn chế hết mức có thể nhá. Với những mã phiếu dính những câu chuyện như vậy, phân kỳ như vậy, hoặc là yếu như vậy, tập trung vào những mã phiếu khỏe thôi. Nhưng mà phiếu khỏe, nhưng mà phiếu dạng thế nào? Nhưng mà phiếu khỏe chúng ta coi này, ví dụ là nhóm ngành. Chúng ta coi về nhóm ngành bán lẻ đi. Đi tại sao thì lại mua đi quên. Thì đây là một mã phiếu, thấy không? Không có dự phân kỳ. Và nó còn có dự là chúng ta nên mua và nên mua mạnh được cơ. Đấy. Chúng ta thấy này, ngay đây cái này là cây cho mua thêm, bắt đầu cho mua thêm và anh thì cho mua ngay cái này. Cũng nhá 34 đúng không? 34. Đấy, và nó tăng rất mạnh. Và kể cả mã phiếu là mã phiếu thế giới động vậy. Thế giới động vậy là một mã phiếu mà nó kiểm tra đường 20 lại rút chân tăng. Và đây mã phiếu cũng cho thấy là cái hiệu điểm mua cực kỳ rõ ràng ở đây. Nó đâu có hiệu điểm bán gì đâu. Và rất khỏe. Follower chưa tụ đỉnh nào hết. Dòng tiền vào miên man rất nhiều. Nhưng vượt vùng giá 42 thôi thì tăng rất mạnh. HAI cũng vậy. Đây là một mã phiếu chúng ta quan sát cho, nếu như trong phiên ngày mai mà nó chỉ cần tỷ lại với khối lượng thấp này tầm 2-3 phiên nữa trên vùng giá tầm 18.5 thì quan sát được. Đấy. FRT thì nghĩ cũng quan sát thử. Quanh những vùng ra vùng tích lũy lại, quanh những cái vùng ra vùng giá 65. Chưa mua nha, tại vì em thì chỉ đang mua đi quên với thế giới động thôi. Hai mã phiếu khỏe. Mã xanh đang tính mua này. Đều rồi có tính mua, tại vì đây là mã phiếu mà có nhắc nhở cho mọi người rồi, nhưng mà cái vô hóa hơi cao thì vì sao thì cũng mua. Đây là 3 đỉnh phân kỳ MACD. 3 đỉnh phân kỳ âm MACD. Xin mọi người, 3 đỉnh phân kỳ dương MACD. Đó, mọi người thấy không? 1 đỉnh này, 2 đỉnh này, 3 đỉnh này. Đó, 1 2 3. Đó thì đó thì có một quá trình mua những mã phiếu này thì cực kỳ an toàn. Rất an toàn cho chúng ta. Đấy, để chúng ta có thể kỳ vọng xa hơn được với những mã phiếu dạng thế này. Đấy, mà theo ví dụ như là một số mã phiếu như là chúng ta coi như là SI nhá. SI này chúng ta coi này. Đây là cái đợt mà nó tạo chúng ta ba đỉnh phân kỳ MACD này. 1 này, 2 này, 3 này, theo không? Và sau đó tăng rất mạnh. Thì đó chúng ta cũng nên đặt cược như vậy, và rủi ro ta đặt ít nhá. Như mà San thấy này. Chúng ta mua đây thì cùng lắm ta cắt lỗ là thủng cái vùng giá đâu đó là cái vùng 70 đi, tầm 70. Nhưng mà kỳ vọng là phải lên tới tận 85. Đó thì cái biên tỷ lệ RR tầm 1.3, 1.4 là rất là đẹp. Còn thay đó chúng ta mua một số mã phiếu như là đít đi. Chúng ta kỳ vọng là lên bao nhiêu tặng mọi người? Trong khi nó đang gặp ngay cái kháng cự phía trên rồi. Cùng lắm lên 25, rủi ro ta đạt được thì cũng như vậy luôn. Thì cùng lắm thì thấy được là tỷ lệ RR là 1.1, không an toàn. Không an toàn chúng ta giải ngân. Đó. Một số mã phiếu như mã phiếu thép, em thì nghĩ là cũng mới quan tâm được, đặc biệt nhất là Nam Kim, em thì thích Nam Kim thôi. Hiện tại thì Nam Dĩ Nam Kim. Đấy, Nam Dĩ Nam Kim và trưa nay có sâu thì khoảng 100 coi rồi. Nam Kim này mà phím thì có nắm giữ và hiện tại đang có một cái mức lãi cũng tương đối ok. Đó mà phiếu này. Đấy, tương đối ok, cũng là 9%, 10% rồi. Thì đây mã phiếu Nam Kim mình thấy được là cái sức mạnh của mã phiếu này khá rõ ràng. Khi mà nó gần như là không gió như là phân kỳ MACD hay cả và liên tục vượt qua và tạo đáy MACD cũng như là FR hiện tại cũng như vậy. Chúng ta coi về ADX này, chúng ta thấy là cũng đang rất là khỏe. Mở biên rất là khỏe. Nhá. Đó là những tối tại sao em thì mua và rất nhiều thông tin xấu nhá. Cũng biết không, từ cái lúc mà em thì mua vào cây này là liên tục những cộng đồng trên group, những một số chuyên gia phân tích trời đất ơi, nào là giá thép giảm cực kỳ mạnh bao nhiêu đó rồi, mà cổ phiếu ngành thép sẽ không còn hy vọng vân. Đấy, nhưng mà mọi người hãy xem là cái video em thì nói rồi là cái việc mà giá thép thảm giảm mà về lại cái vùng đáy cũ là gần như là 3 lần xác nhận cái vùng đáy rồi, thì khả năng giảm thủng cái vùng đáy là vùng đáy 3.600 nhân tệ trên 1 tấn thì nó rất khó. Và thứ hai là cái sản lượng cung ứng, sản lượng sản xuất thép tại Việt Nam ta đang tăng rất là tốt rồi và gần về được những thời điểm của đầu năm 2022 rồi.
Đó, chúng ta phân tích như vậy. Chúng ta thấy là cái giá thép giảm mà chúng ta nói là xấu là xấu và là sang toàn nhá. Đó thì đó là lý do tại sao thị mua và kỳ vọng vào phiếu này như vậy. Và thì nghe đây một mã phiếu mà sắp tới sẽ đánh ngược thị trường và sẽ là người đánh cùng với cái xu hướng lực thị trường mạnh và ngược với nhóm ngành bất động sản. Khả năng sẽ về mức giá 17, mình thì đang kỳ vọng là về 17 hoặc xa hơn là về mức giá tầm 19 20. Vừa được 17 nhá, 19 20 rất khó khả năng như vậy. Vì khi vừa được 17 rồi thì cả một bầu trời phía trên. Nhưng mà phía BR thì em thì nói này. Đó thì vừa được những vùng giá phía trên thôi là cả một bầu trời phía trên. Hay là mã phiếu thì có nói mã phiếu TTF này. Đấy, vừa được những cái vùng giá đó là vùng giá giá 5 này rồi mà mọi người, là cái vùng kháng cự khá là cứng ở đây. Và vừa được cái vùng giá 5.25 rồi thì khả năng thì cả một bầu trời phía trên là khá rộng lớn. Về được vùng giá 7 thì đừng quên thì và nhớ hẹn thì đi uống bia ở Sài Gòn. Đấy. Còn về cái câu chuyện mã phiếu chứng khoán thì mình chỉ muốn nói đến là hai mã phiếu như là SIVD. Đấy, hoặc có thể là mã phiếu chắc chỉ hai mã phiếu thôi, em thấy khỏe thôi. Còn đi sơ lược thì đa phần đều dự phân kỳ bán rồi, là phân kỳ MACD là phân kỳ flower cả, tất cả đều có nguy hiểm cả. Trong khi đó thì cái mã phiếu khỏe như là VD thì hiện tại vẫn MACD vẫn chưa có dự cả và flower hiện tại đã phá dự phân kỳ rồi. Nó rất là đẹp luôn mọi người. Đấy, và đây mà phiếu thì nghĩ là còn có thể tăng được đến mức giá tầm 20-21 được cơ. Đấy, SI thì cũng đã tạo ra được cái dự là hình tam giác dốc lên rồi. Đấy, và nó là vừa được rồi, và trường hợp tích cực nhất á là hiện tại đã xảy ra rồi nha. Đó, hiện tại đã xảy ra, tức là đã không có dự là tạo hai đỉnh phân kỳ rồi. Đã vượt qua rồi, trường hợp thì gần phiên ngày mai tăng một nhịp là vượt qua luôn này. Thì quá đẹp đúng không mọi người. Đó, thì mình nghĩ là hai mã phiếu này thì quan tâm được. Còn về cái nhóm ngành banh thì mình nghĩ là tập trung chính vào thị là mã phiếu VIP, MIP. Đó, khi mã phiếu này thì là leader cổ phiếu. Và mã phiếu MIP thì cân nhắc mức giá tầm 19.5. 19.5, còn VIP thì sẽ là mức giá tầm khoảng 22 cộng trừ 22.5 trừ. Còn mã cổ phiếu như là CTG. Đấy, CTG thì có thể cân nhắc nếu như nó kiểm tra lại, họ tích lũy lại phía trên cái cây lớn, cái gọi là cây vô lớn này, có thể cân nhắc được. Thì bên đây mã phiếu có một giá hiện tại đang khá thấp ở đây. Còn Techcombank vậy, hiện tại đây mã phiếu mà cái biên độ tăng giá của nó còn sắp tới rất là lớn nhá. Ít ra lên về đồng giá 40 cũng upside rất là lớn chúng ta rồi. Nên có thể quan tâm được khi nó về những cái vùng giá tầm 31 đến 31.5 trừ như vậy. Mã phiếu MSB không vậy, có thể cân nhắc được mã phiếu này khi mà cái upside nó cũng sắp tới rất là lớn này. Nó tích lũy rất là chặt và bo hẹp cực kỳ lâu rồi, tích lũy rất là lâu rồi. Mã phiếu này có thể quan sát được khi nó về tích lũy lại quanh vùng giá tầm khoảng 12 đến 12.5. Mã phiếu MSB nhá. Đó sẽ được cho mọi người một số mã phiếu như vậy thôi. Còn một số cái mã cổ phiếu khác thì mình nghĩ là nhìn chung thì giống nhau và cách mua bán giống nhau thôi. Và một số mã phiếu khác thì thấy không hấp dẫn, nhưng mà phiếu BIDV nhạc như vậy, hay ACB là New York Bank hấp dẫn. Một số mã phiếu nhóm ngành đó, nhóm ngành bất sản công nghiệp thì mấy là hiện tại dấu hiệu phân kỳ của một phân hóa mã phiếu này đã rõ ràng rồi. Một số mã phiếu tăng mạnh thời gian vừa qua nhé thì là có dấu hiệu là tạo đỉnh như là KBC. Đó, ba đỉnh phân kỳ MACD, giữ giá MACD và flow rồi. Khối lượng này một cái nến rất là một cái nến rất là lớn, và đây được coi là một cái nến nhấn chìm giảm. Đấy. Rồi SC vậy, đó là cái hiệu 3 đỉnh phân kỳ rồi. Trong đó một số mã phiếu như EDC hiện tại thì mới bắt đầu tạo đỉnh đầu tiên của MACD nhá, cho nên vẫn chưa lo lắng quá. Hay là mà cổ phiếu như BR vậy, cũng khả năng chỉ mới chuẩn bị tạo ra một đỉnh đầu tiên thôi, cho nên khả năng tăng giá của mã phiếu BR cũng rất mạnh. Và đây là mã phiếu leader thì như vậy. Em thì mua toàn leader thôi, mà thấy không? Toàn leader thôi, chúng ta coi này. Toàn leader cổ phiếu thôi. Đó, như là BR này, Nam Kim này, VD này, đó rồi ví dụ như là TTF này, rồi hôm nay có nhà Digiworld này, Thế Giới Động này, rồi HH là mã phiếu leader của những mảng cảm biến ngày hôm nay, rồi là mã phiếu chúng thấy như là một số mã cổ phiếu như là nhóm mình banh thì có VB và MB, rồi toàn leader, đó, chúng ta mua toàn leader, ngành dệt may em có như là VGT, đó, chúng ta mua toàn leader như vậy thì rất an toàn và là tự tin mà cái việc chúng ta mua và kỳ vọng xa với những mã phiếu như vậy thì dòng tiền sẽ hướng đến một số mã phiếu như vậy trước nhá. Sẽ được mừng như vậy nhá. Còn về câu chuyện của một số mà cổ phiếu khác như là về nhóm ngành nông nghiệp thì thấy là có một số mã phiếu như ban, cho nên quan tâm một tí mã phiếu này. Hôm nay thì có cho mọi người mua giá 18.3 đến 18.5. Đây là mã phiếu tạo binh ba rút chân rất đẹp và khối lượng lớn này, chứng tỏ rũ bỏ một cái lượng hàng đầu tư khá là lớn khi mà để stop loss tại vùng giá 18.3. Anh thì nghĩ như vậy. Thì cứ nhắc là mã phiếu này nếu như vượt được cái vùng giá tầm 19 thì khả năng cái dư địa tăng lên được cũng lên được cái vùng đó là đâu đó tầm khoảng 20-22. QNX cũng là mã phiếu tôi thấy là câu chuyện về báo cáo chính rất là tốt, nhưng mà tôi thấy là cái việc mà cổ phiếu này đang dự là phân phối ở vùng này đang khá là nhiều rồi và đang đi ngang quanh vùng này là chính thôi. Đó,
ngành đường thì nghĩ là cần phải quan sát thêm và chưa có định mua lại đâu. Đó, còn với một số mã phiếu ngành đạm nhá, ngành đạm thì có thể cân nhắc được này. Ví dụ là DGC mà nếu có rung lắc tích lũy lại quanh vùng giá tầm 24.5 thì ok, hay là DBM tích lũy lại quanh vùng giá tầm 32 thì cân nhắc mua được, chẳng hạn như vậy đấy. Thì mọi người quan sát thêm mã phiếu ban nhé, ban này với lại mã phiếu VGT thì hôm nay đã đánh rồi thì không nói. Hoa Nhân Lai nữa cũng là mã phiếu nên quan tâm. Đây là mã phiếu mà đánh theo kiểu mô hình đây, mô hình tam giác đây. Đây là một mô hình tam giác ở đây. Và sau khi kiểm tra mô hình tam giác đánh lên. Đấy, và đây là mã phiếu đánh khá giống với mã phiếu HVN của anh Thiện đang có luôn. Ba năm thì cũng có, HVN từng có. Đây là mã phiếu này, đánh khá giống này. Đấy. Đấy, và một số mã phiếu như là HAG này, quan sát thử này. Đấy, một số mã phiếu như vậy nhá. Sơ lược cho mọi người một số mã phiếu như vậy rồi massage nữa này. Đó, quan sát thử. Thì chắc video đây là thúc thôi. Cũng rất mong mọi người hãy nhấn thích video, nhấn đăng ký này nhá. Hạn chế nhất có thể một số mã phiếu bất động sản hiện tại đang khá là yếu đó, hạn chế nhá, tập trung một số mã phiếu thì vừa nói á, số mã phiếu mà hiện tại đang mức an toàn mà chúng ta mua an toàn rất là nhiều. Ví dụ chúng ta mua là ban đi thì cũng lắm các lỗ khi thủng 20 nhưng điện tăng vẫn còn với một cái rút chân như này an toàn này, hay là phiếu HAG đi đó, thì em thì đã mua ngay vùng giá tầm 7.9 rồi, cho nên là cái việc mà chúng ta cắt lỗ khi về vùng giá 7.9 đi thủng đi chúng ta bán, còn không thì vẫn giữ được kiểu vậy nhá. Như điện tăng có thể lên mức giá tầm khoảng 9.5 như vậy. Ok mọi người nha, chào mọi người nha, và rất mọi người nha, hãy bỏ chút thời gian nếu thích video thì nhớ đăng ký này nhá, ủng hộ một số kênh của trong team Thiện, team người đòi như sau, như là mình thấy đây có một số cái kênh của trong team em Thiện này, đó là biến nhất kênh người đòi club nhá, của những ở đây mình nhớ đăng ký kênh này thì em Thiện hay ra cái việc mà gọi là nhận định thị trường vào buổi trưa, cho nên em Thiện có đề cập cho mọi người là nếu mà bất động sản yếu như nào á đó, vân vân, thì mình xem video này chắc mọi người cũng tránh được cái việc là một số mặt phiếu như là đất xanh vân vân rồi, hay đất vân vân giảm ngày hôm nay đúng không. Ở đất xanh thì em Thiện ra video thì mức giá 15 thôi. Hôm nay thì về tận 15.75, 18.6 rồi. Rất là yếu. Ok mọi người, xin chào mọi người nha.